Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Toyota Wigo, một mẫu xe hạng A được nhập khẩu nguyên chiếc mang thương hiệu của Toyota. Trên thị trường, Toyota Wigo cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Hyundai i10 và Kia Morning. Trong khi đó, Kia Morning thì có giá bán tương đối cao, cao hơn so với giá trị thật trong phân khúc còn với chiếc Hyundai i10 là xe nắp ráp, lợi thế của i10 đó là đang được hỗ trợ ưu đãi 50% thuế và giá bán hiện tại bây giờ của i10 cũng đang tương đương với chiếc Wigo. Ưu điểm của chiếc Wigo đó là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc và mang thương hiệu của Toyota. Tùy thuộc vào sở thích và mục đích sử dụng của từng anh em, anh em lựa chọn xe gì cũng được. Và anh em nào đang quan tâm đến chiếc Wigo thì anh em xem video này, em sẽ cập nhật cho anh em chính sách bán hàng, giá xe ra biển số lăn bánh cũng như là những thông tin trả góp của các phiên bản Toyota Wigo để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Mời anh em cùng xem video. Mẫu xe Toyota Wigo được nhập khẩu nguyên chiếc với hai phiên bản để anh em lựa chọn, phiên bản Wigo G số tự động và phiên bản Wigo bản E số sàn. Chính sách bán hàng của Toyota có phân vùng thị trường, anh em lưu ý cho em vấn đề này. Hiện tại bên em có cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em và chính sách bán hàng của cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang rất là tốt, hỗ trợ giảm tiền mặt lên đến gần 20 triệu, có nghĩa là giá bán bây giờ chỉ có hơn 380 triệu một chút thôi, rẻ hơn cả Hyundai i10. Hình thức mua bán thì anh em sẽ có hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Đối với anh em mua trả góp thì anh em có nhiều sự lựa chọn về ngân hàng cũng như là công ty tài chính của Toyota. Cụ thể chính sách bán hàng áp dụng cho từng phiên bản Wigo như thế nào mời anh em cùng xem video. <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chính là chiếc Wigo bản G. Giá niêm yết của nhà máy là 405 triệu và tại thời điểm tháng 12 này giá bán của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 405 triệu vẫn giữ nguyên so với giá niêm yết và tặng kèm thêm anh em một năm bảo hiểm thân vỏ. Anh em lưu ý tại cơ sở Hà Nội cũng như là cái tình hình xe cộ tại Hà Nội, các showroom ở Hà Nội thì hiện tại Wego đang rất là ít xe. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, giá bán cho anh em là 387 triệu. Như vậy anh em được giảm đến 18 triệu tiền mặt. Tặng thêm anh em một gói phụ kiện chính hãng. Anh em nào quan tâm đến gói phụ kiện chính hãng thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Bên em sẽ cập nhật những phụ kiện đó cho anh em. Và tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại xe còn rất là nhiều và còn đủ màu để hỗ trợ cho anh em lựa chọn. Anh em lưu ý. Với giá bán như trên, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 475 triệu Ở các tỉnh áp 12% là 456 triệu Ở các tỉnh áp 10% là 448 triệu Nếu căn cứ từ giá bán 405 triệu Tại cơ sở Hà Nội bên em Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 449 triệu Và tại các tỉnh miền Nam sẽ là 430 triệu Nếu căn cứ từ giá bán tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh Giá xe ra biển số lăn máy trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, chưa bao gồm những khoản chi phí dịch vụ đăng ký chọn gói hay là bảo hiểm thân vỏ nếu anh em không được tặng. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp trước Google bản G, anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe. Như vậy anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký. Và cụ thể, anh em ở Hà Nội thì cần phải chuẩn bị 131 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 111 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 103 triệu. Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 120 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 101 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 5,2 triệu trong trường hợp anh em không được tặng và dịch vụ thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa. Tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 344 triệu. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh anh em vay được tối đa là 328 triệu. Với số tiền vay 344 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 6,3 triệu, trong đó gốc chia đều là 3,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Như vậy anh em đang được hỗ trợ lãi suất ưu đãi khoảng 0,8% trên một tháng trong năm đầu. Ngoài ra thì anh em nào chứng minh được nguồn thu nhập bằng hình thức lương chuyển khoản thì em sẽ có ngân hàng hỗ trợ anh em với mức lãi suất ưu đãi hơn khoảng 0,6% trên một tháng. <laughs> Phiên bản thứ hai em cập nhật chỉ sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc Wigo bản E số sàn, giá niêm yết là 360 triệu và tại thời điểm tháng 12 này, giá bán của hai cơ sở bên em như sau. Tại cơ sở Hà Nội, giá bán cho anh em vẫn giữ nguyên so với giá niêm yết, có nghĩa là giá bán 360 triệu, tặng anh em 1 năm bảo hiểm thất vỏ. Còn cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 342 triệu. Như vậy anh em được giảm trực tiếp tiền mặt 18 triệu. Và nguồn cung hàng hóa tại hai cơ sở này có sự khác nhau. Tại Hà Nội hiện tại bây giờ đang khan xe, có rất là ít xe để hỗ trợ anh em. Và tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang có đủ màu để hỗ trợ giao xe cho anh em với cái khuyến mại giảm 18 triệu tiền mặt. Đồng thời vẫn sẽ tặng thêm anh em một gói phụ kiện của Toyota. Trong cái gói phụ kiện này có những cái phụ kiện anh em được chọn trong đó anh em nào quan tâm đến nick phụ kiện thì cứ liên hệ với nhân viên bên em, bên em sẽ cập nhật những phụ kiện đó cho anh em. Số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Với giá bán như trên, giá sẽ ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 425 triệu, ở các tỉnh áp 12% là 405 triệu, ở các tỉnh áp 10% là 398 triệu, ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 400 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 380 triệu. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 119 triệu Ở các tỉnh áp 12% là 99 triệu Ở các tỉnh áp 10% là 92 triệu Ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 109 triệu và ở các tỉnh miền Nam sẽ là 89 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ đã là 4,8 triệu nếu trong trường hợp anh em không được tặng. Và thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85%. Cụ thể tại cơ sở Hà Nội anh em vay được tối đa là 306 triệu. Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh anh em vay tối đa được là 290 triệu với số tiền vay 306 triệu trong 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 5,6 triệu trong đó gốc chia đều là 3,1 triệu chia đều cho hàng tháng trong 8 năm và lãi suất tháng đầu tiên là 2,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Tota Wigo tại thời điểm đầu tháng 12 này anh em xem video có chỗ nào chưa hiểu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình. Nhân viên bên em sẽ giải đáp những thắc mắc của anh em hoặc anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả, em sẽ hỗ trợ trả lời những bình luận đó, hỗ trợ cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.